Ê, em là con dâu mới của dì Tư Sa đúng không? Dạ đúng rồi. Chị là hàng xóm dì Tư Sa nè. Hôm bữa chị có đi đám cưới em á. À vậy đó hả? Ừ. Chị thông cảm nha, tại bữa đó khách đông quá nên em không nhớ hết được. Trời ơi, tôi hiểu mà, đi lấy chồng xa mà về đây có biết ai đâu. Trời ơi, công nhận em đẹp mà nói chuyện dễ thương nữa nha. Dạ, em cảm ơn chị. Mà nói nghe nè, em với Hào á, hồi đó quen nhau mấy năm rồi cưới vậy? Dạ, em quen nhau 3 năm đó chị. 3 năm? Dạ. Trời ơi. Công nhận á, em dễ thương vậy, biết Hào có vợ có con rồi vậy mà cũng chịu lấy luôn. Ủa, là sao chị? Em chưa biết gì hả? Dạ chứ. Trời ơi, thằng Hào á, nó có vợ có con rồi. Hồi đó hai chồng nó lấy nhau được 1 năm. Xong á, cái không hiểu sao, nhớ vợ nó, sinh con ra rồi cuốn gói đi theo người ta luôn. Ờ, vậy đứa con bây giờ sao hả chị? Hồi đó là nó ở với ba má thằng Hào. Xong rồi, tới lúc mà gần cưới em á, cái gửi về cho Diệu Hoài bà nuôi. Dạ, em biết không? Chị á, chị không có muốn nói ra đâu. Mà tại á, chị thấy em còn trẻ mà em dễ thương nữa. Cho nên chị không muốn em bị gia đình chồng gạt. Dạ, em biết rồi, em cảm ơn chị. Ừ. Thôi về, cảm ơn. Còn tập tuần trăng mật, phải nghe những lời nói về chồng mình như vậy. Tôi gần như phát điên lên, cố dặn lòng, làm như không có chuyện gì xảy ra. Và tôi đã tìm tới nhà cô Út Hoài, của Hào. Đó, màu này thích không? Quá trời đẹp luôn. Bà mua cho con quá trời đẹp trai luôn. Cháu của nội dễ thương quá à. Nội ơi, sao ba con không qua chơi với con? Ba con á hả? Ba con bận đi làm. Khi nào ba con rảnh á, nội nói ba con qua chơi với con nghe. Dạ. Nội nhớ tổ quá chừng luôn. Cảm ơn cô Út nhiều nha. Dạ, không có gì đâu chị. Mà tôi về nha cô. Dạ. Nội về nha con. Dạ. Vài bữa nữa nội qua thăm con nha. Dạ. Nội nhớ qua thăm con nha nội. Ừ. Tôi và Hào mới cưới nhau được 1 tháng sau 3 năm quen biết, yêu thương. Hào hiền lành, được lòng ba má tôi. Hào là bạn học với anh Bình, con cô ruột tôi thời nhỏ. Nên khi quen Hào, tôi có một niềm tin nên mối quan hệ này để đi tới hôn nhân. Ai ngờ anh Bình đi làm ở thành phố, nên không hay Hào đã từng cưới vợ rồi nhanh chóng chia tay. Cô Út! Ủa Thảo hả con? Dạ. Vô nhà chơi đi con. Dạ. Con đi vô nhà. Dạ con chào cô Út. Ừ. Ngồi đi con. Con có bánh kẹo biết cô. Bánh á thì cho người lớn, còn kẹo là cho con nít. Con chu đáo quá. Cảm ơn con nha. Sao hồi nãy cô không để bé ngủ đây chơi luôn đi? Dẫn vô nhà chi vậy cô? Con bé nó nhát lắm. Để nó chơi ở trong đó được rồi con. Con ai vậy cô? Con của đứa cháu họ. Ba má nó đi làm xa rồi, cho nên là để đây chơi với cô cho vui đó mà. Dạ. Hồi hôm bữa con đi chợ, con gặp chị Hai Liên. Chị Hai Liên có nói về anh Hào với lại... Hai Liên đó đó, hồi xưa là có một người chị gái muốn gả cho thằng Hào. Nhưng mà thằng Hào nó không có ưng, cho nên là... nó hay nói tào lao vậy đó. Con đừng có tin nó nha. Thiệt hả cô? Mà nè, con mau chóng sanh một đứa đi. Má con á mong cháu lắm đó. Dạ, con cũng muốn lắm nhưng mà con nít đâu có tội tình gì đâu đúng không con?
Thanh từng có vợ, rồi sống chung với nhau được một năm. Sau khi có bé Thỏ, thì Hà nhất định đòi ly dị với lý do là không hợp. Sau đó anh nuôi bé Thỏ, rồi Hà bỏ đi luôn cho tới bây giờ. Tại sao ngay từ đầu anh không nói chuyện này với em? Anh xin lỗi, anh sợ là khi em biết thì em sẽ không chịu. Tại sao anh cứ ép em vô thế khó hoài vậy anh Hào? Cuộc nói á, con nít nó không có tội. Vì anh lấy em không khác gì là em ép cha con anh xa cách nhau hả? Ba má sai khi nghe lời thằng Hào ấy, giấu con cái chuyện này. Nhưng mà con cũng đừng có nghĩ là tại vì con mà cha con nó phải xa nhau. Vậy con nghĩ như thế nào hả má? Tự nhiên khi không con trở thành mẹ ghẻ. Má xin lỗi con. Ba cũng xin lỗi con. Vì trước đây á, ba nghe lời thằng Hào giấu nhẹm cái chuyện nó có vợ rồi có bé Thỏ nữa. Anh cũng xin lỗi em. Dù Hào với ba má chồng tôi đã nhận mình sai, nhưng tôi không sao bỏ qua được chuyện này. Đối với tôi đó là chuyện động trời. Đúng là Thỏ không tội tình gì, nhưng tôi không sao chấp nhận sẽ yêu thương chăm sóc một đứa nhỏ không phải con của mình. Nghĩ mình mang danh mẹ ghẻ, tôi đã bị tổn thương, lòng tôi chưa đủ khoan dung để thật sự yêu thương nó, đứa con riêng của chồng. Bình thường con bé nó cũng ít nói gì hả cô? Ừ, con bé nó không có được lanh lẹ như mấy đứa cùng tuổi. Suốt ngày nó cứ thui thủi như vậy đó, giống như là biết thân biết phận vậy đó con. Nhìn nó cứ buồn buồn sao. Nó chỉ vui khi mà ba nó với ông bà nội tới thăm thôi. Nó bị thiếu tình thương, nhất là tình thương của người mẹ. Thời gian cứ thế trôi, niềm vui vỡ òa khi tôi biết mình có bầu. Khỏi phải nói, ba má chồng tôi và Hào mừng biết chừng nào. Cảm giác nhận ra đứa con đang lớn lên trong bụng mình mỗi ngày thật kỳ diệu. Tôi hạnh phúc khi được chăm sóc từ chân răng kẻ tóc cho tới ngày sinh nở mẹ tròn con vuông. Em, tự nhiên là nghĩ gì vậy? Tự nhiên nghĩ tới bé Thỏ. Bé Thỏ? Bé Thỏ làm sao? Em thấy con mình á thì có ba mẹ đầy đủ để chăm sóc. Còn bé Thỏ thì... Rồi đôi lúc á, trái gió trở trời, nó sốt cũng không có ai chăm lo. Cô Út cũng lớn tuổi rồi, sao mà chăm lo bằng mình được. Bé Sóc vẫn được vợ chồng tôi với bà nội chăm bẵm từng chút. Hầu như lúc nào cũng có người bên cạnh, dù nó ngủ hay thức. Nghĩ bé Thỏ ra vào lúc nào cũng thui thủi, tôi thấy mình thật nhỏ nhen, ích kỷ. Từ hồi có bé Sóc, thiên chức được làm mẹ khiến tình thương dành cho bé Thỏ dần tràn đầy trong tôi. Tôi nghĩ tới nó thường xuyên hơn và thấy nhớ nó. Điều này trước kia hoàn toàn không có. Tự nhiên tôi rất muốn nó bên cạnh để chăm sóc như là bé Sóc vậy. Tôi muốn đưa bé Thỏ về ngay thay vì cứ nấn ná rồi cứ rây rứt. Nội,
là ba con không ở với con vậy nữa. Con ngoan, con ở với bà cô cũng cưng con mà. Ha, nội về nha con. Nội, nội đừng có để nội ở lại với con đi. Nội không có đi, nội ở đây với Thỏ nha. Nội không có bỏ Thỏ đâu. Má, bé Thỏ, quay lại. Thôi, không khóc nữa nha. Nếu yêu một người đàn ông đã ly dị, có con riêng, thì cần học cách thương cả đứa con của người đó. Tôi đã thấm được điều này khi mở rộng trái tim của mình. Người trong cuộc phải có lòng bao dung, độ lượng mới yêu thương được đứa con, không phải máu mủ của mình. Tình cảm này không tự nhiên mà có, nó phải được nuôi dưỡng mới nảy nở, phát triển. Sau này tôi đã kịp thời làm được việc này trước khi quá muộn. Tôi không sinh ra bé Thỏ, nhưng tôi hứa sẽ dành cả sự yêu thương chân thành bằng cả trái tim của người mẹ. Quang, dậy đi con. Quang, dậy. Dậy mày nói chuyện nè, nhanh. Trời, cái gì vậy mẹ? Con đang ngủ mà. Có cô Tiết á, bạn cũ của mẹ ghé chơi. Cô á, có nhiều mối quan hệ rộng rãi lắm. Thành ra con xuống nói chuyện đi. Có gì á, cô giới thiệu việc làm cho. Trời, đóng công ty mời con đầy ra đó còn chưa làm nữa kìa. Con hạ bớt cái tiêu chuẩn của con xuống đi. Thế là mẹ cho con biết nha. Cái số tiền lo cho con đi du học á, một phần của cô Tiết á, mẹ chưa có trả đó. Con xuống nói chuyện đi, cho phải phép đi nè. Ủa mẹ, sao từ ngày con về đây tới giờ nhà mình ngày nào cũng có khách chứ là sao vậy? Thì cô bác á, thấy con về, quý con mới ghé. Mau xuống đi nha. Là một du học sinh vừa trở về Việt Nam, do thói quen sinh hoạt ở nước ngoài, nên những lễ nghi, chào hỏi, những mối quan hệ thân tình khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Tiết, à, bên công ty á, có cần tuyển người nữa không? Có gì giới thiệu con trai mình nha. Bên công ty mình á, cũng đang thiếu nhân sự đó. Hoàng nè, con có dự định làm ở đâu chưa? À, dạ, cũng có một số công ty mời con rồi đó cô. Nhưng mà lương thấp quá, không có tương xứng với con. Cho nên con đang suy nghĩ tìm công ty nào đó có mức lương phù hợp với con. Công ty của cô á thì bình thường thôi à. À, dạ. Thôi, mình về nha qua. Hôm nào á ghé mình chơi đi. Thôi cô về. Cô chúc con tìm được việc làm như ý nha. Bye bye cô. Mình về nha. Nè con, mẹ dai tiền cho con đi du học. Đi học điều hay lẽ phải. Chứ phải con về con hóng hách. Con coi thường mọi người như vậy đâu con. Thì con chỉ nói sự thật thôi mà mẹ. Công ty cô Tuyết nhỏ xíu vậy sao con làm được? Nếu mà con giỏi á, thì mấy cái tập đoàn lớn ở bên Mỹ á, nó đã giữ con lại làm việc rồi. À, mà con cũng nhớ là con đã 3 lần đi phỏng vấn rồi đó. Có chỗ nào nó mời con làm việc chưa? Thì mẹ cứ chờ xem. Con làm được cho mẹ coi. Đẹp rồi đó. Đẹp nha. Rồi, đất rồi. Ôi, đẹp rồi, đẹp rồi. Ê, lát gửi cho tôi nha. Ok. Sao không có chịu chọn cái quán nào nó sang sang chút xíu á, như có máy lạnh đồ nè. Trời ơi, tự nhiên ra đây ngồi nóng chết luôn nha. Gì đâu, tôi thấy cũng mát mà. Với lại lâu lâu mình gặp nhau, ra quán cũ ngày xưa mình hay tụ tập nè, để ôm lại kỷ niệm xưa. Mấy ông ơi, tôi có việc nhà rồi, tôi đi trước nha. À, ừ,
Tôi cũng về. Ủa vậy luôn hả? Bye nha. Bye 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 bye. Hẹn gặp lại. Em ơi tính tiền giùm anh em ơi. Thôi chia đều đi. Chia làm bốn ha. Mặc dù thốn muốn á, lịch sự vẫn chia. Chia cái gì? Để tôi trả luôn cho. Để em quẹt giùm anh nha. Trời ơi, phải tập theo cách sống ở bển đi. Ăn đồng chia đủ, sòng phẳng. Sòng phẳng cái gì? Ở đây người ta sống bằng tình nghĩa. Ông á, về đây rồi thì bớt nhắc chuyện ở bển đi. Nếu ở đây không có những điều hay ho tốt đẹp á, thì tại sao ông học ở bển rồi tự nhiên vẫn về đây để làm việc, đúng không? Phải có cái gì đó hấp dẫn ông chứ. Thôi đi, nóng quá. Đi. Cảm ơn anh. Rồi tới. Ủa thức. Ông chở khách hả? Nhân. Ông đi cà phê hả? Tôi đi cà phê nè. Ủa có Hoàng nữa nè. Ai đây? Nhìn quen quen. Không nhớ hả? Ông Thức học chung với mình đại học năm nhất đó. Thức thi thủ khoa đầu vào đó mà phải không? Nghe nói bỏ học giữa chừng rồi mà. Tưởng đâu đi du học chứ. Giờ chạy xe ôm hả? Thức, bây giờ tụi này sắp về rồi. Bữa nào rảnh anh em mời cà phê nha. Bữa nào gặp, đợi có gì tôi gửi cho mấy tài liệu kinh tế mà tôi mượn hôm bữa nha. Có gì đâu, cứ giữ đọc đi. Thiếu tài liệu gì cứ qua nhà tôi lấy. Cảm ơn ông. Thôi tôi về trước nha. Đi Hoàng. Thức, ông chạy xe ôm đúng không? Vậy ông chở tôi về đi. Tôi đã phải bắt xe, sẵn ủng hộ ông luôn. Vậy ông lên đi, tôi chở. Nhà ông đây hả? Nè, khỏi thôi. Trời ơi, bạn bè mày có gì đâu, tôi chở ông chút xíu hả? Tiền bạc gì? Bởi vì nghĩ buồn ghê. Lâu ngày gặp lại bạn bè, ông Nhân á, thì nhìn ăn mặc bề ngoài cũng không có khá giả gì, cũng phải đặt ra vẻ, dành trả tiền nước. Rồi bây giờ tới ông nữa, chạy xe ôm á, thì không lấy tiền của tôi. Sống thực tế, sòng phẳng quá, thì còn gì là tình nghĩa anh em, bạn bè nữa Hoàng. Mẹ ơi, con về rồi. Mẹ. Con có thư của tập đoàn ATC gửi con nè. Yeah! Mẹ ơi, vậy là con trai của mẹ được tuyển vào vị trí cấp cao của một tập đoàn danh tiếng ATC nữa đó mẹ. Mẹ thấy chưa? Đâu cũng công quan học đâu. Tập đoàn nghìn tỷ như vậy mới xứng đáng với mình chứ. Ủa, Hoàng. Thức, đi đâu đây? Tôi đi phỏng vấn. Nè, liệu phỏng vấn có được hay không? Vì những công ty bây giờ người ta quan trọng bằng cấp lắm đó. Ông may mắn lắm khi có người bạn như tôi. Tôi đi du học ở nước ngoài về, cho nên là tôi nhận được lời mời từ công ty này để về làm giám đốc quản lý dự án. Lúc đó vào làm rồi, khi mà làm quản lý cấp cao, tôi sẽ nói cho một tiếng để ông vào làm. Thôi tôi đi trước ha. Chào anh. Chào anh. Ủa Nhân, ông làm giám đốc nhân sự ở đây sao? Tôi làm ở đây. Tôi có nhận được một hồ sơ ứng tuyển cho vị trí giám đốc dự án Nguyễn Minh Hoàng. Hồ sơ khá tốt nha. Thì tôi du học ở bển về mà. Năng lực tôi thế nào thì ông cũng thừa biết rồi. Tất nhiên là biết rồi. Quên, mời Hoàng ngồi. Cảm ơn. Mà tôi phải nói trước nha,
Bạn bè là bạn bè, công việc là công việc. Tôi cũng phải công tư phân minh để có cái nhìn khách quan hơn. À, tôi thấy trong hồ sơ của bạn á còn thiếu phần mô tả về đóng góp và phát triển cho công ty ATC. À, tôi ở cái phần thuyết trình đóng góp gì đó không phải là hôm khác mới làm mà. À, tại vì thường á, nếu mà hẹn một ngày khác nữa thì sẽ mất thời gian cho đôi bên. Cho nên thường ứng viên sẽ kẹp sẵn phần mô tả của mình trong hồ sơ này. Và ngày phỏng vấn cũng là ngày để ứng viên trình bày. Được thôi, tôi sẽ thuyết trình nếu như công ty muốn nghe. Ok, vậy thì tốt quá. Bây giờ Hoàng sẽ có 15 phút để chuẩn bị. Tôi sẽ đi mời giám đốc chiến lược xuống nghe phần trình bày của Hoàng. À, ông cho tôi mượn cái giấy, cái tờ giấy nha. À, nè, Hoàng cứ tự nhiên nha. Cảm ơn. Tôi không ngờ ngày phỏng vấn đầu tiên lại khó khăn như vậy. Tôi cứ nghĩ với tấm bằng nước ngoài thì mình sẽ được vào thẳng phần thỏa thuận lương. Bây giờ trong 15 phút tôi phải có cái nhìn bao quát và bịa ra một chiến lược kinh doanh cho cả tập đoàn. Sao rồi Quang? 20 phút rồi nha. Xong chưa? Bây giờ giám đốc chiến lược sẽ xuống để nghe phần thuyết trình của Quang đó. Biết rồi, ok. Cố lên, bình tĩnh, tự tin. À, cô Tuyết, cô là giám đốc chiến lược ở đây sao? Tập đoàn ATC là tiền thân của một doanh nghiệp do vợ chồng cô sáng lập. Và sau mấy chục năm á, thì nhờ những cộng sự giỏi nên tập đoàn đã vươn lên và phát triển cho đến ngày hôm nay. Cô rất vui khi con đến đây ứng tuyển. Chỉ sợ là công ty không đủ danh tiếng để con tham gia thôi. Dạ, con... Thôi được rồi, công tư phân minh. ATC vẫn hoan nghênh chào đón. Nếu như con hội tụ đủ điều kiện vào vị trí giám đốc dự án. Nhưng mà cô báo trước là cái vị trí này đã có một ứng viên sáng giá rồi đó. Vậy bây giờ con sẽ thuyết trình nha con. Theo như chúng ta được biết thì công ty ATC là công ty chuyên cung cấp nguồn thủy hải sản lớn nhất của nước ta hiện nay. Tôi sẽ đưa ra chiến lược chỉ trong vòng 5 năm thôi. Công ty của chúng ta sẽ tăng thêm kim ngạch xuất khẩu và tôi sẽ đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường, giúp cho công ty tăng thêm doanh thu và Mỹ, những thị trường khó tính về thủy hải sản. Với lại dạ, con xin hết. Chiến lược của ATC đã được lập trình và đưa vào quỹ đạo vận hành. Những đề xuất đổi mới mà Hoàng trình bày á, thì công ty đã áp dụng được 4 năm nay rồi. Cô phải nói thật là cô kỳ vọng nhiều hơn ở một ứng viên đã được đào tạo một cách chuyên nghiệp ở nước ngoài. Lúc nãy tôi có gặp Thức tới đây để xin việc đó. Ông làm bên giám đốc nhân sự thì ông sắp xếp cho Thức coi có công việc nào đơn giản cho ông làm. Thật ra lúc nãy Thức tới đây phỏng vấn để ứng tuyển vị trí giám đốc dự án giống như Hoàng vậy đó. Mà nói thật nha, lúc nãy phần trình bày của Thức khá là ấn tượng, thông minh và sáng tạo nữa. Cô Tuyết có vẻ rất là thích Thức và còn kêu tôi là gửi hồ sơ của Thức cho các cổ đông trong công ty để lựa chọn. Ông Thức, ông chạy xe ôm. Như là ông chưa tốt nghiệp đại học mà, làm sao mà ông đánh bại một ứng cử viên sáng giá như tôi được? Trời ơi, ai nói với ông là Thức chưa tốt nghiệp đại học? Thức bỏ học giữa chừng. Nhưng mà tại vì lúc đó mẹ Thức bị bệnh, nhà đơn chiếc không ai chăm sóc, cho nên Thức phải nghỉ học để chăm sóc mẹ. Nhưng mà sau khi mẹ Thức mất thì Thức cũng quay lại học lớp tài chức và cũng đã tốt nghiệp. Chẳng những vậy còn tốt nghiệp loại giỏi nữa đó nha. Mà tôi cũng nghe nói là Thức còn hoàn thành thêm văn bằng 2 và đang bảo vệ luận án thạc sĩ đó. Cái gì? Bảo vệ luận án thạc sĩ? Mà vẫn chạy xe ôm hả?
Ông nói là chạy xe ôm sẽ linh động thời gian, chủ động được việc học và việc làm. Chắc nhân và thức xem thường tôi lắm đúng không? Ông lại suy nghĩ nhiều rồi. Vừa rồi Hoàng trình bày không được tốt, đâu đồng nghĩa với việc là Hoàng dở, Hoàng tệ hay Hoàng thất bại. Và tôi cũng đâu có lý do gì để mà xem thường Hoàng, đúng không? Tôi phải về công ty làm việc rồi. Tôi về trước nha, bữa nào anh em mình gặp. Tạm biệt nha. Trước giờ với cái mát du học sinh, mình đã quá tự tin vào bản thân, cứ tự khoe mẽ mình hơn người và chê bai mọi thứ. Tự tin là tốt, nhưng tự tin thái quá như mình để cuối cùng nhận lấy thất bại cay đắng là một bài học thấm thía đắt giá mà mình không thể nào quên được. Anh coi nè, người ta cầu hôn nhau lãng mạn ghê luôn á. Bất cứ cô gái nào mà được tặng bó bông to như vậy chắc chắn đều sẽ đồng ý. Anh giấu em gì vậy? Đâu có gì đâu. Coi tiếp đi. Có quà tặng mà giấu em đúng không? Không phải. Không phải anh giấu, mà tại anh sợ không thích. Thành, fan cũng có điều kiện mua được bó bông to như nãy, cho anh thích lắm ha. Mình yêu nhau 2 năm rồi, anh còn không hiểu tính em hả? Em không cần hoa, cũng không cần nhà lầu, xe hơi gì hết. Nhà anh thì khó khăn, tất cả mọi thứ anh đều phải cố gắng, đều phải bắt đầu từ con số 0. Anh có năng lực mà, chỉ cần anh tự tin hơn thôi, em chắc chắn rồi anh sẽ thành công. Giống như anh nói đó, mình sẽ không bao giờ thất bại cho đến khi mình ngừng cố gắng. Vậy nên anh đừng suy nghĩ nhiều nữa nha. Coi coi. Hạt giấy. Ê nè, sao đổ ra vậy? Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày em sẽ để vào một con hạt giấy, cho tới khi nào đủ 1.000 con hạt thì tụi mình sẽ kết hôn. Coi như cái này là động lực để tụi mình cùng phấn đấu, đồng ý không? Được. Vậy thì kể từ hôm nay, anh cũng sẽ xếp 1.000 con hạt giấy để thử xem anh và em ai sẽ lấp đầy nó trước. Dự án lần này em làm rất là tốt. Sắp tới em sẽ có quyết định để chuyển vị trí khác. Chúc mừng em. Dạ, em cảm ơn sếp. Tới đó là nhớ khao anh một chậu nha. Dạ, em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Rồi, ok em. Chị ơi, cho em một cà phê sữa đá, một chanh dây và một taxi muội. Dạ. Bây giờ hết nhiêu tiền vậy chị? Anh Hưng. Thanh. Chết anh rồi. Anh quên mất là hẹn em ở đây. Cho anh xin lỗi. Tại vì anh có việc đột xuất. Việc đột xuất của anh đây hả? Sao anh cứ làm mấy việc này hoài vậy? Không phải đâu, em đừng có hiểu lầm. Là anh đi ra ngoài công việc cho sếp, rồi sẵn tiện mọi người gửi mua nước thôi. Thôi đi, anh đừng nói đỡ gì nữa. Em thừa biết là anh bị bắt đi mua mà. Có gì đâu mà bắt. Thì coi như là mình xây dựng mối quan hệ. Biết đâu mai mốt công ty có công trình lớn, mọi người sẽ nâng đỡ anh thì sao? Đó chỉ là anh đang biện minh cho sự tự ti của anh thôi. Nếu như anh cảm thấy môi trường này không phù hợp thì một là anh phải cố gắng tiến lên tới cùng, hai là anh phải dứt khoát tìm môi trường mới, vậy mới tốt lên được chứ. Anh nghĩ đâu nhất thiết phải như vậy. Thì bây giờ mình còn trẻ, mình cứ chịu khó nhẫn nhịn, rồi một ngày nào đó mọi người sẽ nhìn thấy năng lực của anh thôi. Anh cứ làm vậy rồi khi nào khá lên nổi.
Thôi được rồi, công việc của anh và em khác nhau, em không hiểu thì đừng phán xét. Đâu phải ai cũng có được bệ đỡ tốt như em đâu. Cứ như vậy hoài, khi nào mày mới thay đổi được hả Hưng? Là hộp giấy đã đầy rồi, mà anh vẫn chưa có gì trong tay. Làm sao đủ can đảm cưới em được đây? Vậy là em đã thành công như những gì em muốn. Còn anh thì cũng đã xếp xong 1.000 con hộp giấy, nhưng mà anh vẫn chưa có gì trong tay. Làm sao anh đủ can đảm để cầu hôn em đây? Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không? Nhớ chứ sao không? Hôm nay là tròn 3 năm tụi mình hứa là mỗi ngày gấp một con hạt giấy lấp đầy lọ thủy tinh để cùng nhau cố gắng cho tương lai. Một 1.000 hạt giấy mà năm đó anh gấp tặng em đã được lấp đầy lại rồi. Vậy là anh thua em rồi. Anh cũng gấp sắp xong rồi. Hôm nay còn thiếu một con nữa, anh chưa kịp gấp. Anh không cần gấp nữa đâu. Nếu muốn thì anh đã cố gắng hoàn thành nó trước khi đến đây gặp em rồi. Tiếc quá ha. So với trước đây, hình như bây giờ anh với em bước lệch nhau rồi. À Thanh, nghe nói em sắp được thăng chức hả? Chúc mừng nha. Nè, sao chưa nói với anh? Dù sao chúng ta cũng là người yêu của nhau mà. Em không có dự định làm lâu ở công ty, nên chuyện thăng chức đối với em không quan trọng. Đó là mục tiêu ban đầu của em từ trước tới giờ mà. Em sắp đi Pháp rồi, em muốn học thêm về thiết kế. À, chúc mừng em. Anh hiểu là anh không có gì, anh cũng không xứng đáng để níu kéo em. Vấn đề không phải ở chỗ xứng đáng hay không, mà do anh không cố gắng. Anh cũng không giữ lời hứa. Ba mẹ em nói đúng, nếu cứ tiếp tục cố chấp ở cạnh một người không có tương lai thì chắc chắn sẽ bị liên lụy. Cuộc đời của em muốn là người quyết định, chứ không để phụ thuộc vào ai hay gì bất cứ ai mà thay đổi. Không một lời hỏi han lý do, cũng không một lần níu kéo. Cứ như thế, chúng tôi trở thành hai người xa lạ. Cô ấy tự do với tương lai, còn tôi vì lòng tự ái bởi những lời nói trước đây của cô ấy mà đã chùn chân, không thể đối diện với cô ấy được nữa. Tại sao Thành ra thế này? Hả? Tại sao? Nếu đã kết thúc hết rồi, giữ làm gì nữa?
không thể cứ tiếp tục sống hèn nhát như vậy được. Khoảnh khắc đó, tôi dồn mọi năng lượng để cố gắng một lần nữa. Tôi vẫn tâm niệm rằng mình sẽ không bao giờ thất bại cho đến khi ngừng cố gắng. Và tôi sẽ luôn cố gắng, dù có chuyện gì xảy đến. Chúc mừng anh thăng chức trưởng phòng thiết kế. Cố gắng làm việc nha. Cảm ơn em. Cảm ơn mọi người. Trải qua nhiều thăng trầm, cuối cùng tôi đã xây dựng được công ty riêng cho mình. Dù mọi thứ thay đổi, nhưng tình cảm của tôi dành cho Thanh vẫn luôn còn đó. Hình như là ba mẹ của Thanh. Đúng rồi. Cũng đã 3 năm rồi, ba đừng có buồn nữa. Con gái mình giờ đã an yên nơi miền cực lạc rồi. Cô chú, cô chú nói gì? Thanh nó không có chịu cho cô chú nói cho con biết về bệnh tình của nó. Trước khi mất á, nó còn thương con nhiều lắm. Chắc anh Hưng giận con lắm phải không mẹ? Anh thương con như vậy mà con lại nói những lời đau lòng. Nhưng chỉ có vậy mới giúp anh vực lại tinh thần và thay đổi. Con à, con đừng có nghĩ ngợi nhiều. Cái chuyện của con bây giờ là phải lo chữa bệnh, dưỡng bệnh nha con. Nếu như rời xa con mà anh có thể sống tốt, con có như thế nào cũng mãn nguyện rồi. Không thể như thế được. Không thể. Đã đến lúc con nhận lại di vật cuối cùng của con gái cô. Tại sao? Tại sao em đối xử với anh như vậy? Tại sao? Quá ra cô ấy không đi Pháp. Mỗi một lời tuyệt tình nói ra là vì muốn rời xa tôi. Cô ấy từng nói dù khó khăn cũng sẽ ở cạnh nhau. Nhưng cuối cùng cô ấy lại chọn cách rời xa tôi và tự ôm lấy khó khăn cho riêng mình. Tôi đã không thấu hiểu được đằng sau những lời nói đó là sự yêu thương, mà chỉ biết giận hờn, trách móc rồi thất vọng. Tới khi biết được những gì em đã vì tôi mà chịu đựng tới cuối đời thì đã quá muộn màng. Em sẽ không về nữa. Nhưng những gì tôi dành cho em thì còn mãi. Mong em hãy vui ở thế giới của mình. Còn tôi sẽ chăm sóc cha mẹ em như một lời cảm ơn vì những gì mà em đã dành cho tôi. Bà nội ngoại ở xa, hai vợ chồng tôi sống riêng cùng với hai con. Tôi vừa đi làm,
vừa phải quán xuyến gia đình và lo cho hai con. Chồng tôi thì bận biểu với công việc và có phần vô tâm nên không san sẻ việc nhà với nhau. Nhiều lần tôi nhắc anh, nhưng anh vẫn không thay đổi, khiến hai vợ chồng nhiều lúc bất hòa. Và chuyện hôm nay như giọt nước tràn ly. Em, anh làm gì rồi nè? Rồi ăn uống gì chưa? Nãy anh đi ăn với mấy đứa bạn bạn công ty rồi, no rồi. Em hỏi cho có lệ vậy thôi, chứ em thừa biết là anh ăn ở ngoài rồi. Tại vì sao? Ăn với bạn bè đồng nghiệp nó vui hơn, đúng không? Nói thiệt anh mệt ghê á. Cả ngày đi làm về nhà, anh chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi. Mà lúc nào gặp em cũng cao có cằn nhằn hết là sao? Mệt hả? Mệt thì thôi, đi đi, đừng có về nhà này nữa. Về nhà này mệt lắm, ha. Đi ra ngoài chỗ khỏe. Thôi, anh không nói chuyện với em nữa. Nè, em nói anh nghe nè. Sáng á, anh mở mắt dậy á thì anh đi làm. Tối về á, anh chỉ biết ở rú rú trong phòng đi ngủ thôi à. Em nói vậy mà không biết suy nghĩ hả? Anh cũng bận bù đầu bù cổ. Anh rất là nhiều việc bây giờ. Em kêu anh á, phụ dọn dẹp với em, rồi phụ trông nom con với em. Sức nào nữa anh làm việc. Còn cái chuyện phụ nữ phải quét dọn nhà cửa, trông nom con cái, nấu ăn, nấu uống cho gia đình là cái chuyện người phụ nữ nào cũng phải làm hết. Bây giờ em quay lại trách ngược anh là sao? Sao nó ích kỷ quá vậy hả? Anh có việc, em cũng có việc mà. Em nói chuyện em biết suy nghĩ không vậy? Anh đi làm, em cũng đi làm chứ bộ. Em cũng phải kiếm tiền lo phụ anh, giúp anh cái căn nhà này. Chẳng lẽ một mình em cứ một mình em lo không vậy sao được? Hả? Đừng nói nữa. Mỗi lần nói tới là như vậy á. Chở đi khám thai, anh ấy dám phản bội mình sao? Đâu được ta? Anh tìm điện thoại đúng không? Đúng rồi. Anh mở miệng ra là nói anh bận này bận nọ, bận công việc này bận công việc kia. Nhưng rốt cuộc thì sao? Bận đi ngoại tình chứ vậy? Nghe nói cái gì vậy? Bây giờ tự nhiên cái ghen tuông ngang xương là sao? Em nói anh ngoại tình, bằng chứng đâu? Anh đọc đi. Đọc điện thoại của anh thì đương nhiên nó phải đọc rồi. Em, cái này là có sự hiểu lầm ở đây rồi. Nguyệt với anh chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi. Anh xin thề là anh chưa bao giờ làm gì có lỗi với em hết. Em làm cái gì vậy? Chuyện đã đến lúc này rồi thì ly dị đi. Được, em viết đơn cho tôi ký. Sau đêm hôm ấy, chúng tôi tiến hành ly thân. Tôi dọn ra ở riêng cùng Xu, còn Tuấn thì chịu trách nhiệm chăm sóc Bin ở căn nhà đầy ắp kỷ niệm ấy. Hôm nay xe của mẹ bị hư, con chịu khó đi bộ nha. Dạ mẹ. À Xu, mấy bữa nay con đi học á, có gặp em không? Dạ có mẹ. Chị còn thấy em có khỏe không? Dạ em khỏe, nhưng mà em không có được vui. Mẹ ơi, dạo này ba hay đưa Bin đi học trễ lắm. Mẹ nhắc ba đi, chứ không thôi Bin bị cô giáo phạt đó mẹ. Mẹ ơi, hay là mình đừng ở riêng nữa, mình dọn về ở với ba, với Bin đi mẹ.
Sao giờ này tụi con còn ở đây? Dạ, con nên đợi ba với mẹ đến rước. Sao giờ này trễ rồi mà chưa đón tụi nhỏ nữa? Dạ em chào cô. Dạ em xin lỗi cô. Dạ em mượn chút việc nên em tới trễ. Ờ, vậy thôi bây giờ chị tới rồi em về trước nha. Dạ. Cô về trước nha tụi con. Dạ em chào cô. Dạ em chào cô. Ừ, ngoan. Mẹ ơi, ba hư lắm á mẹ. Pin nói ngày nào ba cũng ngủ quên, cho nên quên pha sữa cho Pin uống luôn. Dạ em chào ba. Pin. Em chào ba. Em. Anh xin lỗi là do công ty có việc đột xuất á, cho nên anh phải ở lại trễ để giữ công việc. Người anh cần xin lỗi á không phải là tôi mà là Pin kìa. Đi về con. Ừ. Mẹ. Nghe lời mẹ đi về. Dạ mẹ đừng có bỏ Pin. Pin. Pin ơi. Pin đừng đi mà. Chơi với chị đi. Pin. Pin ơi. Hai nhớ Pin lắm. Pin ơi. Pin. Em xin lỗi anh chị nhiều lắm. Thật ra tất cả là lỗi của em. Do em thiếu sót, em canh chừng bé Su với bé Pin không kỹ, cho nên là tụi nó trốn đi đâu rồi chị ơi. Bây giờ em không biết phải làm sao hết. Em và mọi người chia ra tìm rồi mà tìm không thấy. Ôi trời. Chị. Chị có sao không vậy? Chị bình tĩnh lại đi. Ừ, em có nghe tụi nhỏ trong lớp nói á, là bé Su và bé Pin á rủ nhau đi trốn. Nói là đi trốn ba mẹ. Em cũng không biết thực hư ra làm sao nữa. Anh ơi, nếu như mà hai đứa nhỏ nó có gì á, em sống không nổi đâu anh. Em bình tĩnh nghe anh nói nè, chuyện đâu còn có đó. Anh nghĩ là con mình không có đi xa đâu, hay là hai chồng mình chia nó đi tìm nha. Em. Ờ, anh. Anh tìm thấy mấy đứa nhỏ chưa? Anh đã đến tất cả những nơi cần tìm rồi, nhưng mà không thấy tụi nhỏ đâu hết em mà. Tất cả đều là do lỗi của em hết trơn á. Nếu như mà em á không có đòi ra ở riêng thì mọi chuyện đâu có ra nông nổi như vậy đâu. Điều quan trọng là bây giờ hai đứa mình thử suy nghĩ xem con mình có khả năng đi đâu mà hai vợ chồng mình không nghĩ tới không? À, em nhớ ra rồi. Có một chỗ mà mình chưa có tìm. Đó là cái chỗ công viên mà cuối tuần hai vợ chồng mình hay chở mấy đứa con tới á. Bây giờ hai đứa mình ngủ bản thôi nha. Dạ. Em. Ừ? Con kìa em. Su Pin. Pin, Su. Mẹ. Mẹ. Trời ơi, hai đứa. Trời ơi, cảm ơn trời vâng, hai đứa không có sao hết trơn. Hai đứa con làm cái gì vậy? Sao tự nhiên hai đứa lại trốn như vậy? Hai đứa có biết con làm như vậy là mỗi người lo lắng cho hai đứa lắm không? Hả? Bây giờ sao? Hai đứa muốn bảo đánh đòn đúng không? Dạ. Tụi con chỉ muốn chơi chung có chút xíu thôi. Từ khi mà ba mẹ chơi cái trò ly dị gì á là không còn ở chung với nhau nữa. Tụi con cũng không được chơi chung với nhau luôn. Con nhớ em lắm. Con cũng nhớ ba nữa. Lời của hai đứa trẻ cũng chính là nỗi niềm của vợ chồng tôi. Tôi và Tuấn vì tự ái của bản thân đã không nghĩ đến cảm nhận của đối phương, càng không nghĩ đến cảm xúc của hai đứa trẻ. Chúng tôi thật sự quá ích kỷ. Su ơi, Pin, dậy nè con, lên lầu ngủ ha. Lên lầu ngủ ngay đó.
Em sao giờ? Con giận anh hả? Anh còn thương em không? Sao em lại hỏi anh câu đó? Anh rất là thương em. Anh thương em, sao anh có người phụ nữ khác ở ngoài? Ý em đó là Nguyệt á hả? Nguyệt là nhân viên của anh. Bữa đó Nguyệt nhắn tin cho anh là để xin phép ngày hôm sau được nghỉ một ngày để đi khám thai. Nhưng mà lúc đó anh chưa kịp giải thích thì em đã nổi giận rồi. Chắc gì mọi chuyện đơn giản vậy chứ. Nếu như mà em không tin á, để anh điện hẹn Nguyệt. Hôm nào hai vợ chồng mình gặp Nguyệt ba mặt một lời á, lúc đó trắng đen sao á, chắc chắn em sẽ biết. Em nè, có thể anh không phải là người chồng, người cha tốt, nhưng tận sâu trong trái tim của anh, em là người duy nhất, là người quan trọng nhất trong cuộc đời của anh. Anh xin lỗi. Em xin lỗi anh. Tại do em á, quá nóng giận, em chưa hiểu rõ mọi chuyện gì hết á, em đã làm lớn chuyện rồi. Em nè, trong chuyện này em không phải là người có lỗi. Tất cả lỗi lầm là ở anh. Thời gian vừa qua anh đã quá vô tâm, anh ích kỷ, chỉ biết lo cho công việc, lo cho phát triển sự nghiệp của mình, mà anh quên rằng phía sau lưng anh còn một gia đình đang chờ đợi anh quan tâm chăm sóc. Vậy mà anh đã thờ ơ với em, rồi không quan tâm hai đứa con. Đã vậy anh còn mặc kệ để cho em hiểu lầm, rồi chấp nhận ly thân với em. Bởi vì một sự ích kỷ nhỏ nhoi của bản thân mà anh đã đánh mất đi hạnh phúc gia đình của mình. Tha lỗi cho anh nha. Hôn nhân là vậy, hoặc là cả hai cùng đúng, hoặc là cả hai cùng sai. Chỉ cần thấu hiểu và chia sẻ với nhau thì không mâu thuẫn nào có thể cướp mất đi hạnh phúc vốn có sẵn. Không có buôn bán gì hết á. Bà cho con học đại học 4 năm trời là để về làm cô giáo, chứ không phải là mua gánh bán bưng. Đã như vậy rồi còn đòi lên thành phố ở luôn nữa. Con coi thường ba quá mà. Dạ con không có ý đó. Nghề giáo đúng là cao quý, nhưng đó là ý của ba chứ không phải của con. Con cũng đã thừa chuyện này với ba lúc đăng ký học đại học rồi, mà do ba không chịu đó thôi. Cái nghề giáo á, là cái nghề thanh cao trí tuệ, được xã hội quý trọng. Con đường đẹp, đàng hoàng không đi, đâm đầu vào con đường trong gai làm sao? Lúc trước con đã học ngành sư phạm theo ý của ba rồi, nên từ bây giờ con muốn được tự quyết định con đường của con. Đừng nhìn mặt ba nữa, đi đi. Con nè. Dạ. Sao dạo này mẹ nhìn con hốc hác quá vậy? Con hả? Bộ công việc không ổn hả con? Dạ đâu có gì đâu mẹ. Ừ. Ủa mà mẹ ơi,
À, bữa giờ á, em Minh có thường về thăm mẹ không? Ít lắm con. Mỗi lần nó về là nó ở ngoài chợ á, nó điện thoại nó kêu mẹ ra. Con thấy tội cho em quá à. Ổng á, càng lớn tuổi á thì càng khó chịu, càng cố chấp hả? Mình làm cha làm mẹ mà, nhịn con cái một chút có sao đâu. Mắc cái gì mà tôi phải nhường nhịn nó. Ủa ba, sao ông về sớm vậy? Tôi nói lại một lần cuối nha, nếu như mà nó không biết nhận lỗi á, bỏ hết cái công việc buôn bán, về đây làm cô giáo ha, sau này dù có chết á, nó cũng đừng có nhìn mặt tôi. Ba, con thấy chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi ba. Em nó muốn về thăm nhà mà nó không có dám về. Mỗi lần nó về á, ba cứ giận cứ hờn, không thèm nhìn mặt em nó. Nếu như nó không cãi lời ba đó, là bây giờ nhà này à, có hai đứa con gái làm cô giáo rồi, nở mặt nở mày với thiên hạ. Nhà này á, bây giờ có một mình con thôi đó, con là niềm tự hào của gia đình, con đừng là để cho ba thất vọng đó. Không lẽ bây giờ á, ba cứ giận em nó suốt cả đời hả ba? Bây giờ con muốn cãi lời ba nữa hay sao? Con cũng muốn nói gót em con để chống lại ba nè. Nếu như vậy á, con đừng có nhìn mặt ba chứ chưa. Không. Cái gì vậy mẹ? Nè, mẹ có chút đỉnh, con giữ lấy mà xài đi. Em con nó cho mẹ, mẹ đâu có xài cái gì đâu, con giữ đi. Thôi, mẹ cất đi, con đi làm con có tiền mà. Con làm bao nhiêu á thì con đưa cho chồng con, đưa cho mẹ chồng con giữ hết. Con lấy cái gì con xài, nghe lời mẹ, giữ đi nghe. Nhưng mà mẹ nấu đồ ăn bữa nay nhiều lắm, con hồi đứng đây con đợi mẹ nha. Mẹ vô mẹ gói đồ ăn cho con đem về, ở đây chờ mẹ chút. Thôi được rồi mẹ. Thôi đừng có cãi, chờ mẹ. Thật ra con rất là ngưỡng mộ em Minh vì đã làm được những điều mình thích. Con muốn được làm thợ may, nhưng ba lại mong muốn con trở thành cô giáo. Ba tự hào về con như vậy, nhưng ba ơi, ba đâu thấu hiểu được hết nỗi khổ của con. Ba có biết con mong mỏi từng ngày được thoát ra khỏi cảnh khổ này không ba? Sao anh uống rượu mà không ăn gì hết vậy? Để em xuống dưới làm cho anh ít mồi nha. Thôi khỏi. Tiền lãnh lương chưa? Đưa tôi vài triệu đi. Tiền ở đâu mà em có nữa? Tiền lương bao nhiêu em về em đưa hết cho mẹ rồi. Anh có cần gì á thì về hỏi mẹ anh đó. Cái gì? Bữa nay mày đặt xưng hô mẹ anh với mẹ tôi. Cô đừng có tự, tôi không biết chuyện gì. Đem tiền về bến cho ông bà gia nhà cô. Dốc rồi láo cái quen miệng. Đi câm hả? Ngoan cái tay đúng không? Liễu hồn mày đó. Đau lắm hả con? Hồi đó mẹ thấy thằng Quốc nó hiền lành, nó biết lo biết nghĩ, cho nên mới đồng ý gả con cho nó. Mẹ đâu có ngờ. Ba mẹ ơi, con xin phép ba mẹ cho con được ly dị đi ba mẹ. Con không thể nào sống nổi cảnh này nữa. Con hết chịu đựng nổi rồi. Con à, làm phụ nữ á phải học cái tánh kiên nhẫn và chịu đựng. Chắc là chồng con á làm ăn gặp khó khăn, thua lỗ, nên chồng con mới đổi tính như vậy. Con làm giáo viên mà để người ta biết á, bị chồng đánh tới mức phải chia tay, thì ba còn mặt mũi nào mà nhìn người khác hả?
Dạ thưa ba, con mới về. Cô về đây làm cái gì? Tôi sống hay chết thì kệ tôi. Tôi không cần cô lo. Cô bước vô cái nhà này làm gì? Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô. Ba! Ba ơi! Ba ơi ba! Mẹ, mẹ đừng có lo lắng quá. Bác sĩ đã nói ba phẫu thuật là sẽ khỏe lại mà mẹ. Đành là vậy. Nhưng mà tiền viện phí rồi tiền phẫu thuật nữa không có ít ỏi gì đâu. Để một mình con gánh vác vậy á, mẹ sợ cuộc sống ở bên chồng con nó không dư giả gì rồi. Làm gì có thì đầu tắt mặt tối, đến nỗi gầy gò vậy nè. Thần sắc có thì mệt mỏi nữa. Mà bây giờ lại thấy cái gánh nặng này, mẹ đau lòng lắm. Công nhận nha, bác sĩ ở đây giỏi thiệt á. Mới có phẫu thuật mấy ngày thôi mà nay á khỏe mạnh hồng hào trở lại rồi đó. Con ra ngoài nghe điện thoại cái nha ba mẹ. Thôi em giữ đi, em đã lo chi phí phẫu thuật rồi, còn cái tiền viện phí để chị lo cho. Thôi em mệt chị quá. Ủa, tại chị bị làm sao vậy? Đâu có gì đâu, chắc là chị da chỗ này đụng chỗ kia cho nên là nó mới bị vậy thôi à, không có gì đâu em. Chị đừng có giấu em, ông Quốc lại đánh chị nữa đúng không? Không có. Em không biết chị nghĩ như thế nào, chứ thật lòng em muốn khuyên chị. Chỉ có ba mẹ sinh mình ra và con cái mình mang nặng đẻ đau thì mới đáng để được mình quan tâm và lo lắng. Nếu như chị thấy mệt quá thì buông bỏ đi. Nhiều lúc chị cũng muốn buông bỏ lắm, nhưng mà chị sợ ba buồn, ba thất vọng về chị. Vì chị chọn phải một người chồng á, vũ phu và gia trưởng, cho nên á bây giờ chị phải chịu đựng thôi, chứ làm sao mà buông bỏ được em. Nếu mà ba biết á, chị không thể thay đổi được tính nết của chồng chị, chắc là ba buồn chị lắm. Tại tôi mà tụi nhỏ nó chịu khổ phải không bà? Tại cái tánh sĩ diện của tôi mà con Minh nó không dám về thăm nó, mặc dù nó không làm điều gì sai. Rồi cũng tại cái tánh sĩ diện của tôi mà con Bình nó không dám ly dị chồng. Ai mà ngờ con của mình chịu khổ từ ngày này qua tháng khác. Tôi thật là một người đáng trách phải không bà? Không đưa thì tôi tự lấy. Anh làm gì vậy? Trả cho tôi coi. Nói mau, giấu ở đâu? Tôi đã nói không có rồi, không có rồi. Đang không hả? Gì đó? Ủa ba? Ba. Cậu muốn làm gì con gái tôi? Con. Con gái tôi làm gì sai mà cậu đánh nó? Cậu nên nhớ, cho dù con gái tôi có sai đi nữa, cậu cũng không có quyền đánh nó đâu. Cậu nên nhớ, ba má cậu mang trầu cao để cưới con gái tôi, chứ nhà tôi không có gian sinh để được cậu cưới. Bây giờ tôi gả nó cho cậu, về đây cậu đánh đập, cậu hành hạ nó,
Không ngờ con khổ sở như vậy. Ký đơn ly dị đi. Ly dị. Kể từ bây giờ không cần nhìn mặt ai để mà sống nữa. Con không phải sống cuộc đời của kẻ khác. Ha? Con hãy sống là chính mình. Đi về. Về với ba má. Đi. Dạ ba. Dạ, thưa ba con mới về. Thưa mẹ, thưa chị hai. Con ngồi đi. Cả nhà mong chờ con từ sáng sớm tới giờ đó. Mẹ, có em nè, em cảm ơn chị hai. Không mời ba mẹ ăn cơm. Từ bữa tới giờ ba thấy trong người khỏe không ba? Lúc này ba thấy vui ở trong lòng nên ba khỏe rồi. Con ăn đi. Dạ. Qua bao biến cố thăng trầm, tôi nhận ra rằng điều mình thấy tốt chưa chắc đã phù hợp với con cái. Quan trọng nhất là bài học cách lắng nghe, thấu hiểu và từ đó khích lệ để con cái được sống theo cách bà chúng muốn. Đừng giữ tôi chỉ vì muốn có niềm tự hào cho bản thân mà đã khiến con mình phải chịu đựng.